Quỳnh Lưu cũng là vùng đất văn vật khoa bảng, nơi đây có những tên đất tên người mà danh tiếng đã trở thành biểu tượng của học hành đỗ đạt. Dân gian có câu Bắc Hà hành thiện, Quan Diễn Quỳnh Đôi là để chỉ danh tiếng những vùng đất học đỗ đạt và thành tài nổi tiếng của cả nước. Quỳnh Lưu không chỉ biết đến là vùng đất khoa bảng, mà bất cứ giai đoạn lịch sử nào của vùng đất này cũng đóng góp nhiều bậc danh nhân hào kiệt làm rạng danh đất nước, như danh sĩ Hồ Sĩ Dương, Hồ Phi Tích, Phạm Đình Toái, nữ sĩ Hồ Xuân Hương, nhà cách mạng Hồ Tùng Mậu, anh hùng Phủ Chính Lan, Đoàn Nguyên Tuấn, một vị tướng Tây Sơn có câu thơ rằng: Kim cổ Quỳnh Lưu nhiều tuấn kiệt, toàn người cưỡi ngựa bắn cung hay. Đặc biệt, nữ sĩ Hồ Xuân Hương là một trong 6 danh nhân của Việt Nam được UNESCO vinh danh. Cổ nguyệt ngàn năm sinh danh nữ, muôn đời cát tùng chúa thơ nôm, mùa xuân đất nước hương lan tỏa, danh thơm hầu thế mãi lưu truyền. Những vần thơ lay động thế nhân, tua gheo nhân gian bằng con chữ, phần nữ pha rào đâu cam chịu, bút lòng thơ trào thẹn lòng nam nhi. Để hôm nay trăng vàng ghi nhận danh nhân, một hồn thơ vừa quen vừa là di sản ngàn năm còn sang mai. Năm sinh danh nữ, muôn đời cát tùng chúa thơ nôm, mùa xuân đất nước hương lan tỏa, danh thơm hầu thế mãi lưu truyền. Những vần thơ lay động thế nhân, tua gheo nhân gian bằng con chữ, phần nữ pha rào đâu cam chịu, bút lòng thơ trào thẹn lòng nam nhi. Để hôm nay trăng vàng ghi nhận danh nhân, một hồn thơ quen vừa là di sản ngàn năm còn sang mai, danh thơm lan tỏa đến muôn đời. Những vần thơ lay động thế nhân, đùa ghẹo nhân gian bằng con chữ, phần nữ pha rào đâu cam chịu, bút lòng thơ trào thẹn lòng nam nhi. Để hôm nay trăng vàng ghi nhận danh nhân, một hồn thơ vừa quen vừa là di sản ngàn năm còn sang mai, danh thơm lan tỏa đến muôn đời.
hàng mã.